Ok, chào mọi người, chào mọi người đã trở sinh hoạt của mình. Hôm nay bên đây là trong ngày nay chúng ta sẽ chơi gầm ớt. Nó vừa mới được úp bằng 4 giờ chiều nay, server 2 luôn, và hiện tại là 4 giờ 7 phút. Và tôi sẽ đặt cái ID siêu cấp lên hộp này và chuẩn hạt. Tôi sẽ gian là cái hành tinh dễ nhất rồi. Ghét tiếng đó nhỉ. Không có bật lên đi. Tắt tiếng được. Khó chịu á. À. Rồi. Yeah, chúng ta có thể tắt tiếng được rồi. Để tắt âm thanh này, 60 fps này. Đó. Quá chuẩn thật. Rồi, ok, mọi thứ bình thường này rồi đây. À, chúng ta sẽ có gì đây? Coffee đúng không? 500 cây ngọc, xong phải 1 triệu nhỉ? Nhà này tự free. Tôi không thích cái điều này lắm, thật sự tôi không thích nhà này tự free lắm, tôi thích tự săn hơn. Ok, nhà này tự cái gì đây sao à, để trái đất hả à, để trái đất. Ok, ngon. Trái đất gift code này, chúng ta sẽ có ba gift code là hồi ức sao 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 888 và 999. Đây, một bộ ngọc gạo bình thường. Ok, hồi ức 888 cù nộ. Ủa, không phải cuồng nộ 2, cuồng nộ VIP hả? The fuck y đáp. Nó là cuồng nộ 2 chứ còn gì nữa. Vãi. Ok, hồi ức 999. What the fuck. Tôi nhập sai chính tả ha. Hồi ức 999. Đi xa cao rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ra nha. Mọi thứ bình thường đúng không? Ừ, ngoại tạo thế giới cũng không bay được. Cái tôi cần quan tâm nhất ấy, đó chính là nó. Yes, chính là nó, chính là nó, chính là nó. Chúng ta có thể đi vào anh kia để mà làm event cái kiểu được không? Có gia cô ở này nữa. Chứ là boss máu như nào nữa. Nếu mà boss máu quá cao ấy, thì chắc là tôi sẽ không chơi. Bởi vì boss máu cao quá thì nó rất là khó chịu. Sự trình sang boss của tôi nó cũng ok ấy, nó cũng kiểu ngon lành cành đào, nhưng mà boss nhiều máu quá thì chán, thật sự rất là chán luôn. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ. Ê, một mới rồi mà đi. Ôi giời ơi, nó còn thế này nữa. Tại thường bán mod thì tôi không thấy cái kiểu này. Thường chơi mod thì nó sẽ tắt luôn cái điều này. Mong là trong đây bản đồ nhanh chạy chứ bản đồ kho báu không có bị full. Ui, ngọc xanh nhìn đẹp nhỉ. Cái này ngọc xanh của ngọc lòng gốc đúng không? Cái gì ngọc nó ghê ra. Cũng được nhỉ. Không? Cương cải trang 15 tỷ. Muốn có hỏi vàng là phải nạp. Ừ, nó không có chuyển sang hỏi vàng được. Đổi đồ kích bạn này. Chọn đồ quý vị mình nâng cấp. Đồ quý vị là từ đồ hình xứ luôn. Chọn đồ hàng. À đúng rồi, hàng mới lên. Sẽ đi tới cái chỗ kia xem ngọc gặp. Chứ là mình cũng sẽ chơi thử luôn xem như nào. Chắc là chơi tới khúc mà cu nhỉ. Ừ, chơi tới khúc để xem coi con cu bao nhiêu máu đi. Rồi tính tiếp. À đúng rồi, coi ít bao nhiêu nữa. Ít 20. Một giây nữa. Ui, găng nam anh lên một cấp. Ngon. 2 tỷ vàng như cái đồng bộ chí mạng gấp ngon, chứ 2 3 đệ tử ok ngon, mạnh nhất vũ trụ, mạnh nhất vũ trụ. Cái này là đẹp trai nhất vũ trụ đúng không? Quái trưởng thật. Nhờn ok. Ok. Đáng lẽ là người ta ước 20 triệu đó, người ta làm nhiệm vụ các kiểu cho chăm đấy. Bây giờ tôi kiểu như tôi test mà. Ok, tôi test thành ra là ui, 15% né đòn là kinh lắm ấy. Ông cứ tưởng tượng một hàng tôi trên máu nha, tôi chơi nổ. Ông cứ tưởng tượng một hàng trên nổ ấy, nó tái tạo năng lượng xong rồi nó né né liên tục ấy, xong rồi nó còn chói lại xong rồi bật khiên nữa. Nghe dơ quá. Đây, ui, tới được cuckoo không ta? Tới được cuckoo chết máu lắm.
máu cỡ 100 triệu thì đéo chơi nha, 2 triệu sức mạnh ha, cái 2 triệu sức mạnh, anh em tin tôi, 2 triệu sức mạnh chỉ trong một lần bấm không, 2 triệu chứ, 2 triệu, 2 triệu lên nhanh lắm. Bây giờ tôi làm tí nhiệm vụ là lên, hai vị đi đánh 5 con mỗi vùng đất thì mấy ông đánh 20 con ở một vùng. Ok, sao cũng được, nói chung nhiệm vụ này nó sẽ khó hơn bởi vì đánh thêm 5 con, chứ cái việc đi qua đi lại tôi cũng chả thấy gì cả. 20k sức mạnh, well tôi đang thắc mắc là nó muốn tôi đánh con gì đây. Tiếp support cho mấy em kia phải chữ hả? À đúng rồi, cái này là đi tìm hấp kai đúng không? Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Tiếp theo là tới trạm tài vũ trụ đó làm gì? À đúng rồi, đi đi tới quỹ đất mẹ hả? Đâu quỹ đất mẹ rồi mới tới cái kia chứ, what the fuck, quỹ đất mẹ rồi mới tới hấp kai mà đó, quỹ ba này rồi. Ra mình có thể thay đổi nhiều avatar. Nói hay mất lòng nhưng mà mình không thích cái nào cả. Ui, chim băng này. Skill thì vẫn bình thường đúng không? Skill thì vẫn bình thường. Chim băng ơi. Phải xài. Vậy, nếu mà xài như vậy thì mình có đục sao cho nó được không nhỉ? Đẹp quá chứ. Nó còn có animation sắp xếp nữa. Nhưng mà kiểu như game đó, nhưng mà đóng 10 con quỷ, 20 con quỷ ngon, nhưng mà cái điểm mà mình không thích đóng là cái animation của nó, tại cái game này nó nhanh quá rồi, không hiểu không, cái game này nó nhanh quá rồi nên là cái animation bay của nó không được trọn vẹn, nó quá nhanh ấy, tôi téo thấy cái gì cả. Mà kệ đi, nói chung là đẹp. Nếu mà mấy ông chơi điện thoại mà setting điện thoại cực hấp ấy, cực yếu luôn, mà setting cao là chắc chắn là mấy ông sẽ thấy được sắp xếp. Mong là mấy ông hiểu được cái chất này của tôi. Còn 3 con nữa ở đây, hai cái là nhiệm vụ nó thay đổi, mong là nó không có cái nhiệm vụ vào ban gì đó, với lại đi doanh trại đi một mình được, kiểu như doanh trại không cần cái ban, phải đủ 5 thành viên ấy, thì cho nó nhanh chứ tạo nó cả không chán quá chứ. Mong là nhiệm vụ bulon hay gì đó đánh một mình được. Ok, áp bull cái có gì kìa, thông báo cho cui hả, vãi. Ok, bán đầu 1 đi, bây giờ toàn xài đầu 10 thôi rồi đó, rồi chưa cần hết đóng quý rồi đấy, cái gan. Ok ngon, cậu cho lên tí rồi, như đây dư rồi. Theo kinh nghiệm chơi ngọc rồng của mình thì như đây đậu thì đủ úp cho 3 tiếng hoặc là 5 tiếng tùy thôi, tùy cái nick. Nhưng mà nếu mà bạn có hút máu chắc chắn là bạn sẽ không xài, và kinh nghiệm của tôi là các bạn chỉ cần 5 hút hút máu thôi, thật sự về cuối thì chỉ cần 5 hút máu, nhất là 5 s 5 hút máu thôi. Còn là FK hết, 5 hút máu 30% kỳ phải, tôi cầm cái đó tôi farm cấp xuông thấy rất là bình thường, rất là nhẹ, chỉ có đầu đầu mới cắn động cái thôi, để trứng nó đẻ tốn tới 80% kỳ, mà cái nít đó tôi chạy theo kiểu là dưỡng kỳ ấy, thành ra là cái kỳ nó rất là to, cái bát nó đen này. Ủa ở đây bảo sao thấy yếu yếu đây, cái gì cơ, không cho mua nhiều á, ai vô fucking kitchen mi, nó có tàn sát không hay đâu, phải tôi không hết nha, tôi không hết cái điểm này nha. Ok, gì thì chúng ta sẽ có cấp su này rút đi hai cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới vách núi đen. Giờ tới nhiệm vụ ba nữa hả, nhanh vậy ta, 200k con heo rồi đây. Ok, heo sẽ tranh mẹ không cần phải, ủa phải, cái này nó là nhiệm vụ ba luôn đúng không? Ừ đúng rồi, qua qua nhiệm vụ heo rồi, yes, qua nhiệm vụ heo rồi, mong là skip luôn cái nhiệm vụ lo thì càng tốt. Giờ bật từ bằng một lên thôi, cái kho đồ nó chia như thế này khó chịu nha, tôi chơi bản mod ấy, nó kiểu nó nằm chỗ kia tôi quen rồi, chỗ này tôi thấy nó khổng quá. Đây 2 3 4 5 6 phải hả, không cho mua nhiều cả đi. Tôi đỏ này mở tới giao tặng đây. Nãy giờ tôi dành đâu cả 2 phút để mà spam enter đấy. What? À. Đó. Cái này là cái gương ở nhà chứ nó phải cái hành trang. Bảo sao mà. Nãy giờ ngồi spam thấy nhiều hết. Hành trang mà nó vô hạn thì tôi nói hạt chứ không chả cần cái gương cái gì đâu. Đó, có cái hành trang thứ ba nè. Ôi phan hành trang này vô hạn luôn hả? Xin đi.
What? Tinh chuẩn chưa ta? Hay là nó vốn dĩ ra mắt rồi nhưng mà mình có thể spam cái đó này. Ok. Ôi, nãy giờ Phan thì tôi cũng chạy nhận ra gần mắt. Như cái kia cũng ra gặp dòng. Ở xong rồi này. Nó cũng thế, nó còn ở khoan thì đại ngọc rồng nó hấp bên ngọc rồng, nó hấp hơn bên ngọc rồng sao thì có vẻ như là bộ ngọc rồng ở đây nó mắc hơn ngọc rồng bên bộ ngọc rồng sao là nó cỡ, nếu mà mấy ông tự làm mới là chín hỏi, còn nếu mà mấy ông bán thì cỡ 10 hay 11 hỏi thôi, rất là rẻ. Rồi đi về nhà xin phép xin cái đéo. Khó chịu nhỉ, giờ mình cũng chả biết cái này nó nó kiểu cái tứ đồ nó gây gây khó chịu cho mình ấy. Thật sự chơi quen cái kia rồi nó chịu cái bản đồ, cái tứ đồ này của bản gốc. Ok, tại skip và gia nhập bang hội luôn nhá. Ngon 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 the fuck. Nó lỗi á, mình quay trở lại rồi đây. Ngoài trời thì mưa nó hơi ồn, tôi không mong mấy ông thông cảm bởi vì cái này là chuyện em coi được coi không được. Ấy tôi là không cục xúc lắm đấy, đây đầu hàng cấp 7 ở đây nữa, bông tai rồi ta, đây đẹp trai ngay. Khinh công được không ta, công hồi xưa đã u đúng không, à trong đây khinh công cũng được sao nên nó chính cho nó hay nhỉ. Trai tạo và gia nhập đang hỏi các thành viên cùng những người, nếu mà mình bắt buộc phải có hành vi nha, quả chữ ngặt muốn gì ở tôi không muốn gì cả. Trong đây thì cái trang ngon nhất chắc chắn là cái trang, các ông nghĩ là cái trang Gakuda đúng không, nhưng Gakuda thật sự nó không quá khỏe đâu. Đây này đó, cái này mới là cái trang chị này, Gakuda hút máu kiểu cũng ok nhưng mà nó kiểu đó chi, với lại nếu mà các ông đang giáp quá nhiều. Thật sự tôi rất thích năng giáp, tôi không thích năng máu nhưng mà tôi thích năng đam với giáp, thì năng đam với giáp sẽ không bao giờ cần đến hút máu luôn, được, không bao giờ cần hút máu luôn. Mà cái kia của đại chưa đổi nữa, bây giờ mình phải phải chữ giờ phải tìm cách gạ khác vô thôi, chứ mình không có đâu, xóa xóa bang là của bên quy đảo được đúng ở cơ mây. Vì đã nổi tiếng cái người này xóa bàn. Úc đá ghê đẹp nhờ. Đây chúng ta tới Vì Đảo nha, để đá mà hội này ngon. Bây giờ thì mình sẽ xin vào một cái bang nào đó bất kỳ để mà làm xong nhiệm vụ này thôi, mình định nếu mà đó xong rồi đó báo cáo vụ về người ta. Wow, đẹp nhờ. Mình định win trên chạy, win trên chạy bởi vì bản đồ không bán, trong đây chắc chắn không bán được khỏi vàng, chắc phải bán nổi vậy hay gì, hay 20 không gần. Nó không có yêu cầu là đánh chung với đồng đội đúng không, và hình như là cái số lượng heo gần này nó giảm đi một, nó giảm đi 10, tổng là giảm đi 30 đúng không, tin chuẩn chưa anh, con heo này bị đắt này, tin chuẩn nhá. Ok nhá, tin chuẩn nhá. Giờ thì mất. Ok, phải có hàng đứng gần mới vào được, còn còn mấy ngày tôi không biết. Ok, hết cho chị gì nữa, cút đi. Để hiểu. Người ta vừa mới hello tôi nhé. Nói chung là cái tiềm năng sức mạnh bên đây nó cũng ổn nhờ. Ôi, 2 triệu anh, đi chắc máu con cu cu cách. Nếu mà máu con cu cu nó quá nhiều như là 100 triệu như mà bên kia thì tôi bỏ luôn. 100 triệu ai đồ săn đúng không? Không, 100 triệu mà đồ ngon thì chắc chắn có người săn, nhưng mà có, nếu mà có người săn thì sẽ có phá nhiệm vụ, mấy ông hiểu không? Phải. Chịu. Không biết nói gì. Đi tới thành phố Vệ Tàng. Mình tới đây gì anh? Ngập à? What? Tại bên Ngập làm sao ấy là nó kiểu đi mới vô nó đi rất là nhiều khu, thành ra là tôi cứ tưởng là bên đây chúng ta có thể chắc map được như thế. À, được, vậy thì mình sẽ làm mấy cái nhiệm vụ này nhỉ? Có gì hot thì mình sẽ quay trở lại. Xong rồi nha. Giờ thì, tôi rất là hào hức để mà xem nhiệm vụ nó như thế nào.
như vừa hồi cuốn nó có cái software này, nó biến nó có mấy cái thay đổi á, ví dụ như là chính xác, mặc dù đây là software vàng, có thể lý giải là tại đéo ai phan vàng ở đây cả. Ừ, thật sự chả ai phan vàng đâu, rồi ta cứ nhận thôi nha, tỏ giỏi cái đéo. Ây da, nhưng mà cái này là đánh theo kiểu kia đúng không, đánh theo kiểu không cần người trong bang đúng không, đây là cái bang mà mình mới lập mà mình sẽ không cho ai vào cả. Mình chỉ cho đúng rồi mấy clone mình vào đúng rồi đi tranh chạy thôi, cho nên là đừng hôm nào xin vô là tôi sẽ trả quà nhưng là chưa đọc comment đúng không nha. Ta sau đây cái này là update đó đúng không nhỉ, tại vì tôi nhớ là con ốc nó nhiều tiềm năng sức mạnh hơn con bulon này, thèm bulon đúng không. Ok vậy thì tôi úp xong cái nhiệm vụ này tôi quay trở lại nha. Có phải hình như là sao mình không thử, cũng như là trên lý thuyết nếu mà quân không đồ thì mình sẽ không nhập được có thể X888 đúng không. Rồi chính là con đợi chế đắp nó cho chí rồi, đợi chín chín 50 gì mới sao làm được cái gì chấm hỏi, 50 gì mới sao làm cái gì. Ừ và 50 gì mới sao làm gì không nghiêm về nhé, đây thật sự là code à chấm hỏi phải chữ. Anh em biết cái thứ gì mà nó ghét nhất khi mà đi danh chạy không, ngập ngầm 7 sao. Thật ra thì bạn hoàn bạn có thể nhập nha để cho nó lên ngập ngầm 6 sao, nhưng mà đi danh chạy trong ngập ngầm online gốc thì tôi chỉ nhập 4 sao thôi, còn ngập ngầm sao ấy, thì tôi nhập 3 và 4 sao ok chưa. Và hay 50 nhưng 7 sao à, mình bấm nó quay chậm rồi, mới nãy mình farm quỷ mập ấy, nó ra ngập vòng 6 sao, có nghĩa là cái code này nó rất là phức tạp. Nhưng mà mình có một cái mình không biết là nó có hoạt động được không, chắc là tối nay mình sẽ tạo farm, mình phải farm mình là clone để mà thử cái trang trại, mình không biết là có thể bung HP quá thấp xuống để mà có thể win được không. Nếu được thì cái nick này nó sẽ năng bình thường, nó năng full down nó farm bây giờ cũng gần 20 triệu rồi đó, rất là nhanh. Còn nếu không á, thì mình sẽ giữ 300 attack, giữ sau đó kéo HP lên để mà đi win nhân chạy tất cả ngọc gầm, bán đồ kho báu và ngọc gầm đều bán gắt được, đều có thể bán ok, giá cả thì không biết nhưng đều có thể bán. Giai đoạn đầu thì đây là cái cách để mà kiếm tiền ngon và ổn định nhất, mỗi ngày đều chắc chắn được win một lần đúng không. Đó chính vì thế mà tôi đó qua đi nên trả là một thứ rất là quan trọng, và tôi đây là cái nick đầu tiên của tôi nên tôi cũng muốn test xem là như thế nào. Cái máu của con cu nữa, ví dụ con cu 1 triệu máu nhé, máu nó lên cỡ 10 triệu thì cũng sao, chứ nó lên cỡ 100 triệu á đéo ok. Tôi nghĩ em luôn, sợ tôi nghĩ em luôn, lên 100 triệu thì nó nhanh 3 khi nào nữa là bằng con đất cu rồi, trên bên là còn sao ấy. Ta xong, nói chung là mấy cái nhiệm vụ này nó được fit đi giảm 10 con mỗi loại là giảm 30, nó rất là nhanh. Tôi vừa mới bảo cái đi giờ thì nó tăng lên gấp 20 lần rồi, nó có 3 ô 3 chấm, có nghĩa là chúng ta phải diệt Tamborin rồi diệt 30 lần Akuman, diệt 30 lần rồi đúng ok. Nếu mà cái khúc sau của tôi nó không có fit gì thì mấy ông có thể hiểu vậy, còn nếu mà lúc sau tôi có fit gì đó thì nó sẽ biết được là số lượng nó sẽ thay đổi thì tắt từ làm tập đi, tập trung đúng tắm đúng của này cho nhìn được nhanh tí chán quá. Tôi chợt nhận ra rằng tại sao chúng ta không đi đọc được sao nhỉ, kiểu như là đúng là sau này thì tôi sẽ một là chơi hay là nghỉ đúng không, nhưng mà tôi cũng phải cho nó xem cái tỷ lệ đọc được sao ở đây nó như nào, giá cả như sao. Thế là cái kiểu áo thì chắc chắn là nó sẽ trong mắt rồi, quan trọng là gan thôi. Đấy, tôi không có cái da mất máu nhé, nhưng mà pha máu nó vẫn không tụt tí nào cả, tôi mặc được rồi này, không? À, chắc là tại nó có né đòn á, nhưng mà nãy giờ tôi thấy quái nó quả bông bốt người ta, hay là né đòn nó chỉ ảnh hưởng khi mà BBB thôi. Chứ tôi thấy quái nó quả tôi rất là nhiệt nhé, quả như là 4 quả con luôn. Ok, chúng ta sẽ làm pha đại quá này, thử cái găng này đi. Ừ đúng rồi, thử con chim, thử con chim, thử con chim, đúng đúng đúng, đúng. Chim, anh em. Ô vậy. Cuối cùng.
5 triệu qua tỷ lệ 150%, đang trong lần chứ không Tuấn Ngọc. Đúng rồi Tuấn Ngọc rồi. Wow, biết chữ quyết thật sự có, chữ quyết thật sự có tác dụng anh ạ. Quyết ok, quyết sên nó cũng được đúng không ta? Giờ chúng ta đã biết được tỷ lệ của nó rồi nha, cũng rẻ rẻ rồi. Phớt quyết quyết quyết. Bây giờ thì chỉ việc coi thôi, nếu một máu của cô là 10 triệu thì tôi chơi nha, trên 10 triệu thì tôi có thể suy nghĩ lại. Ok mình quyết định rồi, mình sẽ phá chỉ số bởi vì bây giờ không coi anh em coi được, bây giờ mình đã mạnh quá rồi, nó hồi sinh đó, nó tốn có không ngọc thôi ấy, nó tốn có một ngọc thôi, ngọc trong này vô hạn à, thành ra là chơi anh chạy, nếu mà chết thì cứ hồi sinh đóng quái liên tục thôi, tuy là hơi khổ dòng một tí nhưng mà cái nó cũng nhanh đúng không, mình đang trong trạng thái trải nghiệm mà, trải nghiệm xong đi rồi tính gì tính tiếp. Tin hót tôi nhớ rằng là bên bên làm sao nó không có pha nó cũng sao đúng không ta? Chút nữa về ngọc làm sao confirm lại nha. Ok anh em thông cảm nha, chút nữa tôi về ngọc làm sao tôi à, mà tôi cũng dạo này tôi mất sức mạnh rồi nên tôi cũng không quan tâm lắm. Anh em cảm và tôi thấy là nó ghê 4 sao thì đó thì nói luôn, nếu mà quái càng cao nó sẽ gây càng sao, càng nhiều sao sau này sẽ ra 1 sao như vậy không, thì chúng ta sẽ có nhiều tỷ vàng để đập đồ. Có cái đéo nếu mà như game sập lâu rồi, hồi đầu game mới mở mà chắc sập sớm, ý ý tôi là nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ có thể có lên cấp gan khỏe tăng 1 gan cái kiểu, nhưng mà điều đó thì cũng tương tự với cái việc là không không nó dễ, nó dễ dễ nếu mà đọc xe thì nó xuống cấp, nhưng mà sẽ thấy đéo là được khi mà chúng ta có ngọc gần nó mà đọc gan đúng không? Quay là lời á. À không, nó ra hổng nhiên thôi chứ không phải là quái càng cao thì nó ra như vậy. Khi nào mà ra viên 3 sao thì tôi quay trở lại nha. Quay, đó không được có 10 giây thôi. Đấy á, cách làm ví dụ Akuma này nè. Đó, xong. Qua lại con này, tập tiếp. Xin các thứ á. Tôi mong là trong đây có hỗ trợ nhiệm vụ. Bởi vì đỡ, đỡ không được nhanh á. Ủa, sao? À đúng rồi, cái trang trên nó hút lên đúng không? Đỡ cái khu nhanh á thì nó giúp người ta làm nhiệm vụ đúng không? Nhưng mà nó cũng giúp cho mấy thằng phá nó tìm được khu phá, nhưng mà nó giúp được săn boss nữa. Nói chung là cái này nó có lợi nhiều hơn có hại, bởi vì mấy thằng phá nó có gặp đến cái mức mà nó dành hết cả hành sinh của nó để phá, còn mấy thằng săn boss đó, thì nó có thể dành hết cả hành sinh của nó để săn boss, bởi vì nó săn boss thì nó sẽ có đồ và nó có hỏi vàng cái kiểu đấy, nên là cái này thì nó lợi nhiều hơn hại nha, chứ mà mình cũng nghĩ là cái này thì nó sẽ phá săn boss nhiều. Bây giờ tôi chỉ cần quan tâm tới cái chỗ rồi siêu thị nó như thế nào, boss như thế nào thôi, còn 5 con nữa nhanh. Vậy sao tôi không nghĩ ra cái cách này sớm hơn ta, đấy nãy giờ đánh nhất là cái con Tamugin đấy, con đó nó bay trên trời ra là mỗi lần đánh là nó sẽ mất đi cái taret, đánh xong là phải nhấp chuột lại lần nữa để cho đánh, chứ nó không có tự đánh, nó không có treo được như là The Room với Akuman. The Room Akuman chỉ cần nhấp 2 cái thôi là treo được rồi, còn khứa thì như địa ngục. Đấy. Máu này là máu của một gầm góc đúng không? Nói chung là nó lấy chỉ số một gầm góc, nhưng mà nó có cài mod vô, ví dụ như là Naka đó. Ủa, tôi chấp nhận nhỉ? Ok đúng rồi. Nó tích thôi. Thành phố người ta này. Đó, chúng ta sắp tới rồi. Cucu, không, tao phải để thử mà hết. Tao không quen mày nữa. Ui rồi ôi, nhiệm vụ khó nhất tất cả các game ngập ngầm online nhá. Cu tiêu loại sát thủ tôi đóng đúng 1 giây thôi, ok chưa? Mấy hàng này á, mới là hàng khó nhất. Rồi cu đâu? Đừng nói game này không có cu nha. Hay là bị săn hết rồi. Tôi muốn xem máu của cu. Hoặc có hàng bó bó không? Khó nhỉ? Mà nãy giờ không thấy không bó bó chạy ta. Lúc nãy giờ không thấy không bó bó chạy. Hay game mới ra chưa có bó. Đi nghịch tích không có tá tạng lượng kiểu này dễ chết lắm. Mình quên mất là khỉ cấp mấy mới chiều gửi ở đâu, chiều gửi là nổ khỉ là khỉ là cao đó. Mấy con này có cục úp à, mình vừa thấy cái gì đó anh em ạ, mình vừa thấy gì đó quay 29 khu kiểu này mà úp thì ngon này, nhiều người úp được không không đâu dành xịn nhỉ. Ui mấy ông úp capsule chắc là ông hít cái này đó. À, bây giờ thì
số 2 á. Ồ, thì là có boss này, Cuckoo đâu đâu. Boss phi dài 2. Tôi ngồi tôi gặp bọn này tí. Quá mới không? Wow. Có boss này, nhưng mà tôi không có duyên để gặp. Game này quá mới, chưa thấy ai làm game gì cũng game cả. Cái anh ơi chỉ mới có một video rồi. Cô đâu cho xem tí máu nào. Ôi ui cô nhiêu vậy, 3 triệu mấy hả? Đánh nãy giờ mà cô nhiều người săn hết là cũng đuôi mấy em nhỉ. Ừ, toàn như bay thôi, hiện tại mới là 4 giờ chiều mà. Ở đâu mới mới 1 tiếng mở server thôi, người săn cũng chưa phát. Nhưng mà đéo vui, cô mà 10 triệu máu thì được, 100 triệu thì đéo vui. Tôi thấy là cô gấp thì nó là 1 triệu rồi đó, còn mấy nó thấy 3 triệu, không biết là nói trong này nó bị thay đổi như nào. Với lại trong này nó không có dẫn mình tới thẳng chỗ cô nữa cơ. Tại vì trong là phòng 6 thì nó dẫn thẳng tới, biết là không phải so sánh với 2 game được, đúng không? Bởi vì 2 game, 1 game mới ra, 1 game quá ra lâu còn nhiều người chơi nữa, nhưng mà phải so sánh thì mới có các khách cái nhìn khách quan nhất được. Ok, tôi muốn xem con Cuckoo full cây nó như nào. Vậy mấy ông biết, mấy ông có muốn chơi không? Ok chưa? Ví dụ như ngày xưa tôi chơi, mình rủ, được rủ chơi cái mod hoạt động gì đó quên rồi, bạn tôi rủ chơi nhá, xong rồi, ui trời ơi, game hay hết, trong một đống đồ, chỉ số cao cao, set, kết quả cơ tùm lum tà la, đấy. Xong rồi con Cuckoo 100 triệu máu, đó. Một cái một nhiệm vụ 16 thằng làm, ai mà nào nổi. Xong rồi tôi chán luôn. Kìa, sao cái tỷ lệ spam boss trong này nó chậm quá ta? Chắc là nó giống ngập lòng gấp. Chứ mình kiểu kiểu như mình chơi ngập lòng sao ấy. Thấy boss vừa chết, cô kia ra liền. Thấy nó... Anh em thấy không? Một cái sơn thôi là đủ rồi. Nó vừa hút máu vừa hút kia nữa. Quá dư. Thậm chí tôi còn chưa đăng máu cơ. Mà nó đã như thế này rồi. Kìa, nào. Cú. Được chứ. 9. Bên đây có chưa ta? Kiếm mấy khu đông đông mà đi chết máu được. 3 này. Konichiwa. Konichiwa. À, chưa được đệ thôi. Cái thằng tôi được chắc trong bố màu đầu đinh đúng nhé, nó ở rất là xa. Màu đầu đinh nó ở bên cái chỗ quái 100 ca máu, 120. Từ nó bên đây này. Đó nó bên đây này. Từ đây tính lên nhé. Ủa, không ai sao mà rồi đến luôn. À đúng rồi, trong đây tính bằng hỏi vàng mà. Tính bằng vàng kia thì chắc đúng không, đúng là không ai sao hả? Kiểu người ta bị kẹt cu cu rồi xong người. Từ cái bên chạy. Ui rồi. Cái gì vậy? Nó hút một phát đầy luôn ạ. Đính đặc sư. Quay, được hết chứ? Chắc là người ta bị kẹt cuckoo nhiều quá rồi là nó không spam lên đây đó. Có lẽ hết. Còn cái thằng Gambo ấy, vui thằng đó nó spam ở bên kế con khỉ một tí. Không, nó spam chỗ khỉ luôn á. Đâu, con khỉ là tiểu đoàn sát thủ mà. Bên trái khỉ một tí nha. Rồi Vige nó sẽ spam đúng cái chỗ núi khỉ vàng. Tiểu đoàn sát thủ thì nó spam cái con khỉ. Nhưng chắc là mình sẽ... Thôi, mình làm nhiệm vụ đi. Ừ, làm nhiệm vụ tí đi. Xong rồi làm nhiệm vụ, nếu mà cuckoo hơn nó xuất hiện thì mình sẽ cho anh em xem là máu zin của con cuckoo nó là bao nhiêu nha. Tới cái ngưỡng sức mạnh này rồi. Vô. Thì là game chưa có mua bán gì đúng không anh em? Chứ tôi nghĩ tới cái ngưỡng sức mạnh này thì ít nhất nó cũng phải mua bán được đồ rồi. Chắc là chưa có ấy. Bởi vì nếu mà có nha thì cái bản đồ kho báu này, ngọc rồng này, ta bán đầy đúng không? Tôi nghĩ là chưa có, gọi là nếu mà tới giờ mình vẫn chưa mở thì nó hơi hơi lâu so với tiêu chuẩn quá rồi thật sự luôn. Mình thì bây giờ mình sẽ sống thêm một tí đồ cho nó nữa, bởi vì mình chơi nhà ra chỉ số gốc của mình nó quá hấp, nhất là key key của mình nó hấp đến cái mức mà mình đánh một tí là hết key cơ. Ừ, nó quá bé, dù dù nó đã có xe bảo kê rồi nhưng mà vẫn quá hấp. Thậm chí mình còn chả có dài. Ủa, găm mình đang xài con này á, bán được một vàng là chống ngọc lòng.
giống là vòng sao này. Ok, nó không, mình không ăn này, mình sẽ không từ chối nhé, ai xin đôi ba mà mình không từ chối nha, mình cũng không nhận luôn. Ừ thì đi cho nó vui. Boss sẽ chờ báo cuối hả ta? Đâu? Bữa nào tôi muốn thấy mặt của boss. Chán à? Đây là vô cô cuối ốc tiếp đi. Boss gai mình về cho lại. Ok, thì câu trả lời của chúng ta là vẫn chưa biết, nhưng mà tôi sẽ test thử cái này nha. Thử cái này. Thật sự cái đường máu nó quá to. Ok, bây giờ chúng ta sẽ pha đề quá này. Sell. Ô được này, được được được. Vậy chúng ta có thể tăng HP lên, nhưng mà quay 30% là to lắm á, 30% là to lắm á, 20%. Right. Ui cũng nhẹ, cũng dễ nha, cũng rẻ nha, 10%. Ừ. Nó không quá mắc như tôi nghĩ, nó không quá mắc như tôi nghĩ. Ok, chúng ta hoàn toàn có thể ép sức đánh được. À đúng rồi, quên nói anh em, dù anh em chơi Saiyan nổ, chơi Nameki thì anh em giai đoạn đầu nên bui cho mình sức đánh, nhất là Nameki. Bởi vì nếu mà anh em say ki thì nó không có đam, nó không có đam để mà farm thì nó sức mạnh anh em sẽ rất là hột. Ô, cái gì trang sale anh em nhìn nào, nó hút tiếp đó, hút nhanh vậy, mỗi 5 giây. What? Cái chỉ số được fit rồi đúng không ta, 5 giây nhanh vậy. Thì Nameki hay là Saiyan ấy, thì nó sẽ ít đam thì nó farm chậm đúng không, nhưng mà bạn sẽ được tăng tiến sức mạnh nhanh, cái kiểu như là bạn muốn được tới cái ki HP nhanh ấy thì nó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà bạn làm gì thì mình phiên là Saiyan thôi, theo kinh nghiệm chơi của mình thì là Saiyan các bạn mới nên ăn vậy. Bởi vì HP thì các bạn còn đỡ đòn được, các bạn vô đại hội giới hợp các bạn gầm gầm tới tạo bạc khiên rồi chói, xong rồi cuối cùng bạn nhiều máu hơn bạn thắng đó. Còn 5m ấy, thì ki nó không phải máu, nó không phải sức đánh, thành ra là làm nhiệm vụ săn, làm nhiệm vụ các kiểu thì khó, nhưng mà tôi nghĩ là săn boss được. Ừ tôi nghĩ là săn boss được. À, nếu như vậy thì nó có xét kích hoạt không ta? Ơ, xong rồi quả, tôi tưởng nó sẽ giảm số lượng xuống cơ, nhưng mà nó vẫn là 100 mỗi loại. Không sao, 100 mỗi loại thì nó ít hơn cho tăng cấp. Sẽ đợi thằng bạn tôi trả lời, trong lúc đó thì tôi sẽ test thử cái chỗ này nó có xét không. Rồi mấy bản mod kiểu này thì nhiều máu ấy, mấy con boss nhiều máu thì chỗ này sẽ có xét kích hoạt. Nếu mà nó có xét nắp ba hay là xét Kakarot. Ừ tôi cần nắp ba Kakarot, biến khỉ thì tôi không ham đâu. Thì mình sẽ treo có 20 phút nha. Mình biết sao mình không ký gửi được rồi. Đây, chúng ta vẫn chưa tới siêu thị được. Đó, chúng ta vẫn chưa tới siêu thị được. Thành ra là chân lý thì có thể là chưa ký gửi được. Mình thấy người ta buôn bán khá là nhiều, buôn bán khá là rộn rịp, nhộn nhịp. Không phải là rộn rịp, cái buôn bán khá là nhộn nhịp nha. Hay là mình thử mở tài khoản xem coi nó như nào nhỉ? Lười quá, tối mở, tối mở. Tối đi tranh chạy các kiểu xem như thế nào mở. Chứ bây giờ thì chơi. Ơ, lột, 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 chơi tiếp. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chơi nha. Mình không biết là trong đây nó có bản mod nó chỉ đánh đúng cái con mình cần không, có gì không. Ủa à, hai anh kia khỉ chắc là tại ước đồng hàng rồi, mình chưa nghĩ lên 150 triệu mới có khỉ. Wow, mình vừa mới suy nghĩ lại, nâng cấp trong đây nó khá là rẻ, khá là rẻ, nó chỉ cần 3 hạt anh tím thôi, 80% chắc to. Nó không có 10 hạt anh như là bên kia. Well, cả đi, học tiếp. Chắc là server mới nên tôi thấy nhiệm vụ này là khó hơn á. Tuy là game nó có rất là nhiều khuôn á, nhưng mà vẫn bị chăm các kiểu như thường. Đây, để tôi farm ra được rất là nhiều đồ đó, nhưng mà chỉ có 7 viên bốn sao thôi, nó khá là ít đấy. Ok, cái này yếu này. Nhưng mà quan trọng là hạt ánh tím. Ok, hạt ánh tím này, ruby ngon, ruby 30 cái luôn, xịn thật sự ạ. Yes, tôi định ép cái quần mát không, nhưng mà chưa đủ. À đâu, đủ sức, dư sức mạnh đấy chứ. Đang muốn coi tôi ép cái quần không, cho sức đánh đây thì nó ngon hơn với cái ngọc vòng đậu, như là ngọc vòng sáu, bởi vì nó có thể tăng gân lên thêm một, tăng cấp gân. Còn thế cho nên là mấy cái đấm ấy nó sẽ
ổn hơn, nhưng mà tôi không nghĩ là đóng nó sẽ quá ngon bởi vì máu bót quá to ấy, trừ khi có xích kích quả cái kiểu tôi còn hết xích càng rốt rồi đóng đau rồi. Lần này nhá coi tỷ lệ nó như nào, 80% 30 cái vàng rất rẻ lên xịt cái đéo, 50% 7 ruby 70 cái vàng lên quay tinh chuẩn chưa anh, dễ 11 ruby 300 cao vàng 20% thất bại sẽ rớt xuống cộng 1, mình nghĩ như đây đúng rồi. Anh em sẽ nói là mình ghé kia đúng không, mình chưa biết nhé, sau đây nó có bộ nâng cấp hay không, nếu mà nó có bộ bảo vệ hay là gì đó thì mình đúng, còn không thì thôi cái quần này mình có thể mua mấy chục cái mà đọc cũng được không sao cả, bởi vì nó rớt chỉ số mà đọc xe nó rớt chỉ số à quên quên là trăm b không biết có đọc có chỉ số không, mình cũng không muốn test cho anh em nữa bởi vì đợi chừng nào có mình biết xem có bộ bảo vệ không đã rồi mình tính tiếp nha. Ok lên này quá uy tín phải trưởng à bẹp thế nhờ, ok không tụt nhé không tụt nhé ngon ý như thôi, thường thì chúng ta sẽ không dùng găng đúng không đấy, không không dùng giáp, không giáp không giày xe gian thường là gì, nhưng mà mình vẫn đầu tư cho nó một cái này luôn bởi vì nó miễn phí, và một phần nữa là để cho nó kiểu như là dù không xài nhưng mà nó cũng kiểu mắt chỉ số ấy, để cho nó hơn chỉ số mấy cái kia một tí okay, bởi vì trong đây vàng như đồng đầu ngon mà mình không biết một khối vàng nó được bao nhiêu, nhưng mà cứ thấy là sau này mình nghĩ là khối vàng cũng nhiều, một trong những người đầu của server đấy farm ui 1 2 3 4 nó không phải là 5 6 7 ha, 1 2 3 4 nó sao 7 8 9 10 đâu, là không biết có ảo có chỉnh cái sức mạnh ảo được không, nhưng mà mình làm xong nhiệm vụ này là mình lên 1 tỷ mà nó phải chập cảm thật sự thì chúng ta sẽ lên nó không em, không muốn gì anh nói à, nói chuyện với cui vậy, trong đây mình đang thiết với thằng cui hơn cả cua beta nữa chắc cu đúng không đó à. Chết rồi và mình nghĩ là tập này à đâu, tập này chưa kết thúc còn test cái danh chạy nữa đúng không, ừ, test cái danh chạy nữa đây thì mình sẽ úp sức mạnh một tí nha, chỗ này mình thấy để ý là cái chỗ ít người úp nhất này xem úp như nào, nếu như mà tốc độ phái ra ấy, nó ngang với cái tốc độ mình úp thì ok úp ở đây luôn bởi vì ít người úp thì nó rất là tiện, nó không có tranh tiềm năng sức mạnh với ai cả. Ok ngon này, em thấy cái chàng sơn nó ngon không, nó hút máu ấy, nó hút máu quái, thành ra là bạn không cần phải đóng 2 cái mà bạn chỉ cần đóng 1 cái thôi là quá nó chết đi. Đây là cái lý do cải sang cái trang sơn là cái trang ngon cho đệ tử, nó sẽ giúp cho đệ tử úp nhanh hơn rất là nhiều, đệ tử sẽ tiết kiệm đi một ít đậu, nhưng mà một ít đó là kéo dài cỡ 8 tiếng của một đệ tử thôi là nó rất là nhiều luôn á. Thế thì mình úp thôi, tối nay mình quay lại và nó quay trở lại rồi và úp lên được cỡ 2 tỷ 3, giờ chúng ta sẽ đi danh chạy thôi. Không biết là đi được không bởi vì đây là bản mới ấy. À, cho nên là mình nghĩ là nó không liên quan gì tới ảnh hưởng tới cái việc mà cho ban bao nhiêu ngày sẽ đi được danh chạy đâu, mình vừa mới tạo thêm một cái ad đi, mong là nó không yêu cầu đủ 5 thành viên nha, chứ nó yêu cầu đủ 5 thành viên thì khó rồi, rồi 2 thằng thôi nhá, ai chính mình đang khu mấy ra phải sao hồi này nó ở khu 4 nhỉ, khu ở đây nó canh đung rồi giờ khu không nha. Ok những người trong bang trên 1 ngày nghĩa là hơn 24 tiếng và giờ tối tối mai mới đi được. Cái tiếp theo là về boss đúng không, boss của cô mình nghĩ là mình không săn được đâu, nhưng mà mình cũng sẽ cho anh em xem bởi vì cái 100 triệu máu đó chỉ là cái mà nghe thôi, nghe nói rằng là nó có 7 triệu máu thôi được confirm lại hay sao đó, nhưng mà test thử mới biết được. Rồi mình đang úp sư phụ, ừ mà trong đây có mở giới hạn cách vô tòa giả không nhỉ, mở được là ngon á, sau này khỏi cần phải khỏi cần phải chạy từ từ như ngập làm sao đưa này ăn hai này wow phải chữ hả ok đó, ủa nó không giảm sức mạnh ha, nhưng mà nó tốn vàng đấy đó, cho nên 30 tỷ luôn bởi vì cho thấy ngập gầm trong đây cũng ok, có thể là mình sẽ ước ngập gầm để đổi chiêu vàng sắp hết rồi quả trưởng hả, siêu thị thì nghe nói chưa mở nữa, ui có khi 7 triệu máu đấy mà
Có khi 7 triệu máu là thật đấy. Ui. Xin nhá, có cái đéo ấy, bọn nó mạnh lắm, nhưng mà biết đâu được đúng không? Ui, có khi 7 triệu máu là thật đấy. Mình ơ, cô đâu? Cô đâu? Sao tự nhiên nó mắc tay ấy? Kìa cô gần 1 triệu máu. Đây hên là trong đây hồi sinh nó tốn, ok bị laser hay là bị chữ nổi gì hết rồi, hên là trong đây hồi sinh nó tốn ngọc thôi. Wow, hình như là 7 triệu, không có cách nào để mà cành phôm nhà mình tới trễ quá. Chạy đi, chắc là tầm này skip tại đây thôi nên nhỉ, hình như đó là 7 triệu hạt ấy, vì mình thấy là cỡ 3 triệu mấy là nó nửa cây máu chứ 100 triệu thì nó hơi quá hạt. Rồi thì để xem coi cái nick của mình nó, bây giờ thì mình mở cái hàng sức mạnh xong rồi mình nâng mắt đam được này, có khỉ vô đóng cởi cái giáp này thì nó cũng ok, hay là mình đầu tư ngọc là 4 sao để mà đọc sức đánh cho con này nhỉ, coi xem. Nhưng không đi được ngọc rồng ấy thì kệ đi, mình chưa đăng ký hành vi nó không biết là đăng ký hành vi nó có được thêm cái gì không, nhưng mà trước hết thì mình cứ không đăng ký chứ nhé, mình cứ chơi thôi, thấy hay thì đăng ký, mà không thì thôi đó. Và nếu nào hết rồi mình có like đăng ký kênh thì xem video này không có thể nha. Chào các bạn, video rất là sau, bye bye.